mến chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài Latino 2022. Bài này gồm có 4 câu 4 hướng bắt đầu bằng chân phải trước và sẽ có một thác sau 2 câu của word thứ tư. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ coi bài nhảy mẫu trước khi chúng ta vô bài chi tiết ha. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Và bài này thì chúng ta sẽ đi theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài chi tiết. Câu số 1, chúng ta thực hiện đá chân. 1 và 2, điểm chân trái. Tiếp tục điểm 3, điểm 4. Thực hiện bước trái chuyển hướng 90 độ qua trái. 5, 6, 7, 8. Và đổ trọng tâm lên chân phải. Chúng ta thực hiện lại nào. Đá 1 và 2, điểm 3, điểm 4. Thực hiện trái 5, 6, 7, 8. Câu số 2, bước chân trái lên. 2, 2, dậm trẻ chân phải ra sau. 3 và 4, chúng ta sẽ chuyển hướng 90 độ trái và vẽ chân, đồng thời dùng bước đổi chân ha. 3 và 4, 5, bước chân phải lên hết không. 5, đặt, 6, hết, 7, đặt, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 2, chân trái ở sau nào. 2, 2, vẽ đổi chân chuyển hướng. 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, bước chân phải ngang. 3, 2, thực hiện tra chéo. 3 và 4. Tư thế này chúng ta điểm chân trái. 5, 6, chúng ta sẽ xoay chuyển hướng 90 độ qua trái nữa. Khi này chúng ta sẽ thu chân trái cùng với chân phải, đồng thời thực hiện chuyển hướng. 6, điểm 7, chân phải và 8, thu chân phải lại, đồng thời đặt trọng tâm xuống chân phải. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. Chân phải ở sau, bước ngang. 3, 2, thực hiện tra chéo. 3 và 4, điểm 5, chụm 6, chuyển hướng nào. 6, 7, 8. Câu số 4, chúng ta bước chân trái lên. 4, 2, thực hiện tra lùi. 3 và 4, 5, đưa chân phải quay ra sau, đồng thời quay từ trước ra sau nè. Chân phải của chúng ta đưa ra sau là 5, 6, bước chân trái. 6, tiếp tục chuyển hướng thêm một góc vuông nữa. 7, chuyển về đúng hướng 3 giờ. Và 8, bước chân trái lên. Vậy thì câu 4 chúng ta sẽ thực hiện xoay một vòng nhưng với bước không xoay chụp. Rồi chúng ta thực hiện lại câu số 4 nè. Bước chân trái, 4, 2, thực hiện tra lùi. 3 và 4, xoay ra sau nào. 5, xoay 6, dậm 7, bước 8. Vậy là chúng ta vừa qua 4 câu rồi. Bây giờ em hệ thống lại bài nhé. Câu số 1, đá 1 và 2, điểm 3, điểm 4, thực hiện trám 5, 6, 7, 8. Câu 2, bước trái 2, 2, vẽ đổi chân nào. 3 và 4, hất 5, 6, 7, 8. Câu 3, đi ngang tra chéo. 3, 2, 3 và 4, điểm 5, xoay 6, điểm 7, chụp 8. Câu 4, 4, 2, tra lùi. 3 và 4, xoay từ trước ra sau. 5, 6, 7, 8. Đến đây là chúng ta sẽ thực hiện lại từ đầu. Bài này chúng ta sẽ có một chỗ restart. Chúng ta đi 2 câu, sau đó chúng ta trở lại từ đầu. Thì bây giờ em sẽ đi 2 câu restart trước ha. Sau đó là chúng ta sẽ làm bài 4 hướng. Rồi chúng ta sẽ thực hiện restart ở word thứ 4, word 1, đi theo chiều kim đồng hồ, word 2, 3 giờ, word 3, 6 giờ và word 4 ở 9 giờ. Rồi chúng ta sẽ thực hiện 2 câu sau đó.
sẽ restart vào mặt 3 giờ. Đá nào? 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, hết 5, 6, 7, 8. Và vị trí này chúng ta sẽ thực hiện lại từ đầu 1 và 2 với bước đá. Tiếp theo chúng ta sẽ vào arm styling, đó là phong cách tay. Câu số 1 chúng ta thực hiện đá 1 và 2. Điểm chân trái lên tay phải. 3. Khi chúng ta điểm chân trái chéo thì chúng ta đóng tay phải xuống. Và 4. Thực hiện lại tư thế cũ. Ở hướng này ạ. 1 và 2. 3. 4. Được không ạ? Chúng ta thực hiện lại nhé. 1 và 2. 3. 4. Thực hiện trám chuyển hướng. 5. 6. 7, 8. Thì khi chúng ta thực hiện chám chuyển hướng thì chúng ta xuống tay ha. Ở đây là 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta làm lại câu số 1 một lần nữa nào. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 1. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 chúng ta thực hiện đưa tay phải lên trên eo cùng với tay trái. 2, 2 chuyển hướng. 3 và 4. Khi chúng ta hất hông đưa tay lên. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ lên từ từ cho 4 nhịp vừa lên vừa xuống luôn. Câu 3, bước chân ngang. 3, chân ngang trọng tâm qua phải đồng thời hai tay mở ngang. 2, 3 và 4. Khi chúng ta thực hiện tra chéo, hai tay chúng ta đưa lên cao. Rồi lúc này chúng ta thực hiện điểm chúng ta xuống tay là 5, 6, 7, 8. Hai tay trên eo nha. Rồi câu số 4. 4, 2, 3 và 4. Khi thực hiện xoay thì chúng ta sẽ mở tay để chúng ta giữ thăng bằng nhé. 5, 6, 7, 8. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện lại. Bây giờ chúng ta đi tiếp hướng thứ hai luôn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp hướng thứ hai. Đá 1 và 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 8 ngang 3 2 3 và 4 điểm 5 6 7 8 4 2 3 và 4 xoay 5 6 7 8. Hướng thứ 3. Hướng thứ 3. 1 và 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 8 3 2 3 và 4 5 6 7 8 4 2 3 và 4 5 6 7 8. Hướng thứ tư chúng ta đi hai câu, sau đó chúng ta restart lại từ đầu. Đá 1 và 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 8. Sau đó chúng ta sẽ trở về 1 ở mặt 3 giờ. 1 và 2, 3, 4. Rồi tiếp tục chúng ta có cái kết bài. Bài này kết bài thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ xoay đúng về mặt chính là 12 giờ luôn ạ. Thì từ câu số 4 ở vị trí này, chúng ta đi kết bài nào. 4, 2, 3 và 4. Xoay 5, 6, 7, 8. Bước chân trái lên, tay phải chúng ta lên cao, tay trái trên eo, chúng ta thực hiện kết bài ở vị trí này luôn. Chúc cả nhà thành công với Latino Lover 2020 ha.